Clip này mình chia sẻ cái vấn đề vấn nạn khi đi xe mà hút thuốc ha các bạn ha. Chắc đâu đó các bạn đã từng gặp cái tình huống là chiếc xe máy phía trước vừa đang chạy vừa tham gia giao thông, hoặc là xe hơi vừa đang chạy vừa cầm điếu thuốc kéo phì phò, và khói thuốc vô tình đó, nó sẽ bị gọi là cuốn theo gió và nó sẽ văng trúng những người tham gia giao thông phía sau ha. Và chiều nay mình có công việc đi quận 8, từ Gò Vấp đi quận 8 thì mình vô tình mình bị một cái tàn thuốc của anh nào đó, chú nào đó đi xe phía trước, và nó hắt vào cái mắt mình ha. Và lúc đó vô tình mình thấy tự nhiên sao mà đang chạy nó khá là cay mắt, và mình bất ngờ quá, cho nên là mình phải lủi xe vào lề và mình mở cúp ra để mình tìm cái chai này để mình nhỏ nhỏ mắt gấp, mình mới tiếp tục cuộc hành trình được. Và trong cái khói thuốc và cái tàn thuốc đó nó rất là độc các bạn ha, nó ảnh hưởng tức thời, có nghĩa ảnh hưởng một cách đột ngột, cho nên là mình không thể nào né được. Mặc dù á đi đường mình đã có trang bị cái nón 3/4 và cái kính như thế này ha, nhưng mà lúc đó mình nóng quá, di chuyển chậm mà mình nóng quá, mình kéo cái kính lên để mình quan sát, thì vô tình là ngay cái lúc kéo kính lên thì mình bị như vậy, thì mình cũng khá là cảm thấy hơi xui các bạn ha, xui nhẹ thôi. Nhưng mà cũng may mắn là vì mình mới bị có một con thôi, một con còn lại nó không bị, cho nên là mình vẫn có thể tiếp tục cuộc hành trình được. Và mình qua clip này mình mong là ai đó đang xem clip lan tỏa cái điều này, ai đã từng hút thuốc khi tham gia giao thông, nhất là những cái bác tài mà ghiền thuốc, những anh lái xe mà ghiền thuốc á, thì nếu mà có clip này thì nên bỏ, không có hút thuốc mà vừa chạy vừa tham gia giao thông nữa nha mọi người, rất là mất văn hóa cũng như là ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác nha. Lỡ tàn thuốc khói thuốc mà nó vô mặt rồi người ta hút phải rồi văng vô mắt người ta rồi nó rất là nguy hiểm nha. Như trường hợp của mình nói, mình cũng bị một lần, mình cũng rất là sợ. Đáng lẽ là mình đeo khẩu trang và đeo mắt kính, nhưng mà đường thành phố đôi lúc nó rất là kẹt xe, đôi lúc nó rất là bực bội, nó rất là nóng nực, cho nên là mình lúc đó mình mở cái này ra thì mình xui, mình bị cái đó ha. Nhưng mà cũng gọi là một lần để rút kinh nghiệm. Và qua clip này mình mong là những anh, những chị, những bác tài có xem clip nên lan tỏa, chia sẻ cái thông điệp là tham gia giao thông phải có văn hóa và tham gia giao thông một cách lành mạnh. Mong rằng là chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất những cái gì nó tiêu cực, những cái gì nó có thể ảnh hưởng đến người khác qua cái hành vi vô tình hay cố tình của mình làm ảnh hưởng đến người khác như vậy ha. Mong là những gì tích cực thì chúng ta phát huy, lan truyền và chia sẻ, còn những gì tiêu cực thì chúng ta hạn chế tối đa, loại bỏ luôn và lên án nó. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, bình yên trong cuộc sống và hạnh phúc với những gì mình đang có. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là thầy Trọng TV.